Vừa qua, trang vệ tinh của Nga vừa có bài viết rất đáng chú ý liên quan đến hoạt động nghiên cứu sản xuất vaccine nội địa của Việt Nam, Nanocovax. Mở đầu bài viết, trang vệ tinh đã nói sơ lược về Nanocovax, loại vaccine do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học được Nanogen đang thử nghiệm. Theo đó, Nanocovax được xem là ứng cử viên nặng ký để cạnh tranh với các loại vaccine khác trên thế giới về mức độ an toàn và khả năng chống lại COVID-19 ở tỷ lệ cao. Theo trang vệ tinh, Nanocovax là loại vaccine có tiến độ nhanh nhất, hiện đã vượt qua 2 lần thử nghiệm lâm sàng cho hiệu quả bảo vệ và độ an toàn rất cao, đồng thời đang trong quá trình hoàn thành giai đoạn thử nghiệm lần 3, dự kiến sẽ cho kết quả thử nghiệm cuối cùng vào ngày 19 tháng 8. Trang này cũng trích dẫn thông tin việc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp rà soát các hồ sơ, dữ liệu, kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và xem xét đề xuất cấp phép khẩn cấp vaccine Nanocovax của công ty Nanogen. Việc cấp phép khẩn cấp là một bước tiến cao giúp Việt Nam vượt qua được giai đoạn này, đặc biệt là loại vaccine đang khiến rất nhiều chuyên gia mong đợi vì mang lại hiệu quả cao, trang vệ tinh nói. Vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Dược Nanogen phối hợp với Đại học Quân y Việt Nam nghiên cứu và phát triển đã được các chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO và nhiều tổ chức quốc tế đánh giá rất cao về tính hiệu quả trong những lần thử nghiệm trước đây và nhận định sẽ là một trong những loại vaccine an toàn nhất thế giới, trang vệ tinh nhận định. Đặc biệt, trong bối cảnh mà Việt Nam đang phải đối mặt với dịch bệnh ngày càng phức tạp, trang vệ tinh đã trích dẫn ý kiến từ các chuyên gia, từ các tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam nên tận dụng thời gian, đẩy nhanh quá trình thử nghiệm, sớm đưa vào sản xuất và sử dụng các loại vaccine trong nước để đảm bảo nguồn cung cầu vaccine, sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy like và subscribe kênh của chúng tôi để tiếp tục theo dõi những bài tiếp theo nhé!